Kiev ra tuyên bố chính thức cung Pháp trên đường tới Ukraine. Tướng Tổng tham mưu Nga đề trình ông Putin báo cáo về cuộc đại chiến với NATO, Nga có thể bị mất lãnh thổ. Vội phá lập công, Nga thất bại ở Kharkov do đốt cháy giai đoạn, Ukraine lật thế cờ. Máy bay không người lái áp sát thủ đô Moscow, nổ trung chuyển vùng ngoại ô, Tình báo Anh, Nga ra mắt tạp chí dạy quân đội ghét kẻ thù đến chết. Nga bị gã khổng lồ ngành giám sát của Trung Quốc bất ngờ giáng đòn mạnh. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự quốc tế chiều ngày 28 tháng 5. Nhiều diễn biến liên quan đến cuộc chiến sụp sôi ở Ukraine cùng với những tin tức đáng chú ý khác sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. Kính thưa quý vị, Kiev tuyên bố đã ký thỏa thuận cho phép cấn huấn luyện viên quân sự của Pháp đến các trung tâm huấn luyện của Ukraine. Tôi rất hoan nghênh Pháp gửi huấn luyện viên quân sự đến Ukraine để đào tạo quân nhân Ukraine. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Shchersky cho biết trên Telegram vào ngày 27 tháng 5 sau cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Lecornu. Ông nói thêm, tôi đã ký các văn bản cho phép các huấn luyện viên quân sự Pháp đầu tiên đến thăm các trung tâm đào tạo của chúng tôi trong thời gian ngắn và làm quen với cơ sở hạ tầng và nhân sự. Ông Sonsky không cung cấp thêm chi tiết, song cho biết ông tin rằng quyết tâm của Pháp sẽ khuyến khích các đối tác khác tham gia dự án đầy tham vọng này. Bộ Quốc phòng Ukraine sau đó giải thích rõ hơn trên X rằng, hiện giờ chúng tôi vẫn đang thảo luận với Pháp và các nước khác về vấn đề này. Reuters Net, tổng biên tập của báo International Reporters Pháp cho biết, Pháp có thể gửi khoảng 200 binh sĩ đến Ukraine với vai trò huấn luyện viên quân sự. Về phía Pháp, Bộ Quốc phòng nước này cho hay, như đã đề cập nhiều lần, đào tạo trên đất Ukraine là một trong những dự án được thảo luận kể từ hội nghị hỗ trợ Ukraine do tổng thống Pháp Emmanuel Macron triệu tập vào hôm 26 tháng 2, giống tất cả các dự án được thảo luận vào thời điểm đó. Dự án này tiếp tục là chủ đề thảo luận với phía Ukraine, để hiểu rõ nhu cầu chính xác của họ. Hồi cuối tháng 2, sau cuộc họp với lãnh đạo của khoảng 20 quốc gia, Tổng thống Pháp Macron cho biết họ đã thảo luận kịch bản triển khai lực lượng quân sự đến Ukraine. Ông nói, mặc dù chưa đạt được đồng thuận về vấn đề này, song phương Tây không loại trừ bất cứ phương ngang nào. Bất chấp ý kiến trái chiều, kể từ đó đến nay, ông Macron vẫn vài lần khẳng định lập trường này. Ông cho biết Pháp có thể triển khai lực lượng quân sự đến Ukraine trong hai trường hợp. Nga phá vỡ phong tuyến của Ukraine và Kiev nhờ đến sự hỗ trợ của Paris. Tướng Tổng tham mưu Nga đệ trình ông Putin báo cáo về cuộc đại chiến với NATO, Nga có thể bị mất lãnh thổ. Nguồn tin tuyên truyền của Nga Kremlinskaya Tabakeka cho biết, theo thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Liên bang Nga, tướng Gerasimov trong báo cáo gửi cho Tổng thống Putin về cuộc đại chiến với NATO đã tập trung vào ba điều. Trước hết, theo ý kiến của Gerasimov, khả năng xảy ra một cuộc chiến với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đã tăng lên trong năm nay. Tuy nhiên, kịch bản cơ bản vẫn giống như kịch bản tuyên truyền đã mô tả trước đây, tức là vụ va chạm rất có thể sẽ xảy ra vào năm 2025-2027 nguyên văn từ tuyên bố do gerasimov đưa ra như sau hiện tại liên minh vượt qua nga về tài chính cũng như về một số loại vũ khí ví dụ quân đội nga sẽ rất khó có thể phòng thủ trước một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn từ phương tây tuy nhiên nato là một tổ chức thiếu quyết đoán và hèn nhát đây là lợi thế của chúng ta hơn nữa gerasimov trong báo cáo của mình với putin đã xác nhận rằng với khả năng cao, Hoa Kỳ và phần lớn các đồng minh sẽ cho phép lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây trên lãnh thổ Liên bang Nga. Thứ ba, do mô đại dọa ngày càng gia tăng, người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Nga cho rằng Liên bang Nga cần huy động, mời từ 200 đến 400 nghìn người vào quân đội Nga. Và sự kiện này phải được tiến hành trong 2 đến 4 tháng tới và không được muộn hơn. Nếu không, Nga có thể mất lãnh thổ đúng ra là những lãnh thổ nào không được các nguồn tin từ Bộ Tổng Tham mưu Liên bang Nga nói rõ. Cuối cùng, tài liệu nói rằng, người đứng đầu Điện Kremlin đã tiếp nhận ý kiến của Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga. Theo nguồn tin, hiện tại rất khó để có thể nói liệu sẽ có quyết định nào sau đó hay không. Vội vã lập công, Nga thất bại ở Kharkov do đốt cháy giai đoạn Ukraine lật thế cờ Theo các nhà phân tích tại ISW, việc Nga đốt cháy giai đoạn, bắt đầu sớm các hoạt động tấn công đã làm suy yếu thành công của họ trước lực lượng Ukraine ở Kharkov. Theo dữ liệu được đánh giá, các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ lưu ý rằng quân đội Nga đã bắt đầu hoạt động tấn công ở phía bắc khu vực Carcops khi chỉ tập hợp được lực lượng hạn chế và chưa triển khai lực lượng dự bị đáng kể. Điều này dẫn đến tốc độ phát triển và hoạt động tấn công của Nga bị chậm lại. Báo cáo cho biết, sự chậm lại này có thể mang tới cơ hội chiến thuật cho quân đội Ukraine tiến hành các cuộc phản công, mặc dù lực lượng Kiev vẫn chưa tiến hành một hoạt động phản công hạn chế nhằm đánh bật hoàn toàn đối phương khỏi khu vực phía bắc Kharkov. Sự rời rạc của các đơn vị đang hoạt động ở phía bắc khu vực Kharkov và sự thiếu quyết đoán rõ ràng của quân đội Nga trong việc huy động lực lượng dự bị hiện có vào các hoạt động chiến đấu cho thấy rằng họ có thể đang cố gắng nâng cao quy mô của nhóm miền Bắc lên gấp đôi, lên mức nhẽ ra phải đạt được trước khi phát động cuộc tấn công tại mặt trận này. Nhóm lực lượng miền Bắc được cho là có khoảng 35.000 binh sĩ ở khu vực biên giới khi các hoạt động tấn công bắt đầu vào ngày 10 tháng 5, trong khi các nguồn tin của Ukraine chỉ ra rằng quân đội Nga có ý định tập trung từ 50.000 đến 70.000 quân trong khu vực. Các chuyên gia cho rằng quân đội Nga có thể đã phát động cuộc tấn công ở khu vực phía Bắc Kha cấp trước thời hạn, kiểu như đốt cháy giai đoạn, sử dụng không đủ quân số mà vẫn hy vọng giành được chỗ đứng. Trước khi viện trợ quân sự của Mỹ tới được tay các đơn vị Ukraine ở tiền tuyến, khiến nhiệm vụ càng khó khăn hơn. Do đó, đánh giá của ISW chỉ ra, rất có thể việc Nga bắt đầu sớm các hoạt động tấn công đã làm suy yếu thành công của họ ở phía bắc khu vực Kha cấp. Các lực lượng Nga được cho là đã gây bất ngờ cho lực lượng Kiev vào ngày 10 tháng 5 và đạt những thành tựu đáng kể về mặt chiến thuật ở những khu vực mà các quan chức Ukraine thừa nhận rằng có sự phòng thủ lỏng lẻo. Cục điều tra nhà nước Ukraine SBA thông báo rằng họ đã mở một cuộc điều tra về sự chuẩn bị không đầy đủ của lực lượng phòng thủ trong khu vực và việc các đơn vị Ukraine tự ý tháo chạy bỏ trời các vị trí ở hướng Lipsy và Voshen chính điều này cho phép quân đội nga tiến về tuyến phòng thủ thứ hai của dục trong khu vực một cách tương đối dễ dàng mặc dù sau đó có vẻ như kiev với nguồn nhân lực hạn chế đã ngăn cản lực lượng nga tiến sâu hơn tuy nhiên không loại trừ khả năng các chỉ huy quân sự nga tin rằng về tập trung một lực lượng lớn sẽ cảnh báo đối phương và khiến họ không có khả năng đạt được bất ngờ trong chiến dịch nhưng việc không lập tức đưa lực lượng dự trữ đáng kể vào tham chiến Dường như lại ngăn cản Moscow đạt được những thắng lợi nhanh chóng và thâm nhập sâu hơn. Báo cáo cho biết thêm, quân đội Ukraine cố thủ ở các vị trí phòng thủ trong khu vực và lực lượng Moscow có thể đang sử dụng khả năng chiến thuật của mình để giành được những lợi ích tương đối nhanh chóng tại những cứ điểm dễ dàng chiếm giữ trong khu vực. Máy bay không người lái áp sát thủ đô Moscow, nổ trung chuyển vùng ngoại ô. Thống đốc vùng Moscow Andrey Vorobyov cho biết lực lượng phòng không của Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái ở ngoại ô thủ đô vào tối ngày 27 tháng 5. Trong thông báo trên Telegram, ông Vorobyov cho biết, vào khoảng 21 giờ, hệ thống phòng không đã bắn hạ một máy bay không người lái ở quận Kochino của Balashikha các mảnh vỡ rơi xuống một ngôi nhà nhưng không ai bị thương. Thống đốc cam kết sẽ giúp khôi phục các công trình bị hư hại và yêu cầu người dân Balasica giữ bình tĩnh. Bộ Quốc phòng của Nga trước đó báo cáo rằng các hệ thống phòng không đã bắn hạ một vật thể bay cỡ nhỏ trên vùng Moscow. Hãng thông tấn TASS dẫn lời các cơ quan hàng không cho biết máy bay đã tạm thời được điều hướng khỏi đường bay phía đông bắc thủ đô, nhưng các sân bay ở khu vực Moscow sau đó được cho là vẫn hoạt động bình thường. Trong khi đó, theo hãng truyền thông độc lập Asra của Nga, vào tối thứ Hai, ngày 27 tháng 5 năm 2024, các vụ nổ vang lên ở ngoại ô Moscow. Theo dữ liệu sơ bộ, một máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở đó. Tình báo Anh Nga ra mắt tạp chí dạy quân đội ghét kẻ thù đến chết Tình báo Anh đã thu hút sự chú ý đến tạp chí Nga, mới xuất bản, được cho là nhằm giúp đỡ việc giáo dục quân nhân Nga, và trong đó có trích dẫn lời của nhà độc tài Liên Xô Joseph Stalin. Tổng hợp của Bộ Quốc phòng Anh vào ngày 27 tháng 5 cho biết, trong bài viết giới thiệu của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Victor Goren người đứng đầu cơ quan chính trị chính của lực lượng bộ trang Nga, nêu rõ rằng Tạp chí mới chủ yếu dựa vào di sản của các ấn phẩm quân sự thời Liên Xô nhằm mục đích giáo dục chính trị cho quân nhân. Ông Jeremy King, trích lời nhà độc tài Stalin nói về tầm quan trọng của việc giáo dục chính trị cho những người lính, những người phải căm thù kẻ thù đến chết. Đánh giá cho biết, tạp chí nhấn mạnh rằng kẻ thù ở Ukraine ngày nay cũng chính là kẻ thù mà Liên Xô đã chiến đấu, đó là Đức Quốc xã báo đồ ukraine đăng trên tạp chí được sử dụng để hỗ trợ cho các lập luận đặt câu hỏi về tính xác thực của nhà nước ukraine nhằm biện minh cho cuộc xâm lược ukraine của nga tình báo anh chỉ ra rằng tạp chí phản ánh việc sử dụng lịch sử một cách chính trị hóa đã trở thành một đặc điểm nổi bật trong chính sách giáo dục của nga trong những năm gần đây đặc biệt kể từ cuộc xâm lược ukraine và tiếp tục đưa ra những câu chuyện về quyền lực mà nga sử dụng để gây ảnh hưởng đến quân dân nai chung trong đánh giá sơ bộ, tình báo Anh lưu ý, lực lượng Nga đã không đạt được mục tiêu mà người đứng đầu Điện Kremlin, Vladimir Putin đã nêu là tạo ra một vùng đệm ở phía bắc khu vực Khakip. Trước đó, bản chất tham nhũng cố hữu trong cơ cấu của bộ quốc phòng Nga đã được chú ý, bộ này bày tỏ mong đợi về những vụ bắt giữ mới. Nga bị gã khổng lồ của ngành giám sát của Trung Quốc bất ngờ giáng đòn mạnh. Gã khổng lồ ngành giám sát Trung Quốc Hedvison đã đình chỉ hoạt động ở Nga, gia nhập hàng ngũ hơn 1.000 công ty đã thu hẹp quy mô kinh doanh ở nước này kể từ cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu năm 2022. Trong quát tiếng Nga của Hedvison hiện đang ngoại tuyến và ngày càng chính xác các hoạt động, chấm dứt vẫn chưa được công bố rõ ràng. Nhà sản xuất có trụ sở tại Hàng Châu phải chịu lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ và nằm trong danh sách thực thể của Bộ Thương mại Mỹ, chịu sự kiểm soát xuất khẩu và hạn chế cấp phép. Động thái của Keith Vinson, mà Ukraine năm ngoái coi là nhà tài trợ chiến tranh vì tiếp tục bán hàng ở Nga, diễn ra sau các lệnh trừng phạt thứ cấp của Mỹ nhắm vào các công ty quốc tế trong các lĩnh vực được coi là hỗ trợ cơ sở công nghiệp quân sự của Nga. Theo hãng truyền thông Nga, Aspect, Hikvision cùng với thương hiệu bình dân Hikvision chiếm khoảng 30% thị trường camera giám sát của Nga vào năm 2021 Video Glass viết trong bài đăng của mình rằng việc đình chỉ hoặc thay đổi kênh cung cấp trong thời gian tới có thể gây ra tình trạng thiếu hụt sản phẩm Hikvision và một số linh kiện điện tử dẫn đến giá của chúng tăng cao Video Glass cho biết đã đến lúc chuyển hướng sang các nhà sản xuất trong nước từ các thương hiệu tăng cầu để bảo đảm cho cung ứng công nghiệp đáng tin cậy hơn. Camera Hikvision cũng phổ biến ở Ukraine. Đài phát thanh châu Âu tự do dẫn nguồn tin thực thi pháp luật Ukraine cho biết một người có liên quan đến vụ tấn công tên lửa chết người của Nga ở Kiev hồi tháng 1. Cơ quan an ninh nhà nước Ukraine tin rằng lực lượng Nga đã hack camera. Vào năm ngoái, một công ty Ukraine có mối liên hệ với Hikvision đã bị chính quyền địa phương loại khỏi quá trình đấu thầu một hợp đồng công nghệ giám sát do công ty liên kết với Hit Vision. Công ty bị loại trừ là Engineering Analytica đã đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban chống độc quyền của Ukraine với lý do các yêu cầu phân biệt đối xử. Ủy ban nói với Newsweek rằng khiếu nại đã bị bác bỏ. Vào năm 2023, nhóm nghiên cứu ngành giám sát Internet Protocol Video Market có trụ sở tại Mỹ tiết lộ rằng Hifishan đã giành được hợp đồng trị giá 9 triệu đô la để phát triển hệ thống công viên thông minh cho Đại học Minh Giang ở Phúc Châu, thủ phủ tỉnh Phúc Kiến. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.